Chào buổi sáng các lãnh đạo T Group. Một ngày mới nữa lại đến rồi. Chúng ta lại được gặp lại nhau trên kênh Radio T Group số phát sóng số 79. Anh chị em kênh Radio T Group hy vọng sẽ giúp cho những phút giây buổi sáng của đại gia đình T Group tràn đầy năng lượng và có một ngày làm việc tuyệt vời nhé. Hôm nay thứ 6 ngày mùng 7 tháng 1, mời đại gia đình chúng ta hãy điểm qua những tin tức chính sau. Tin quốc tế. Với biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Australia đã tăng lên mức đỉnh điểm vào ngày 6 tháng 1. Cũng trong ngày 6 tháng 1, Thái Lan đã nâng mức cảnh báo COVID-19 sau khi số ca nhiễm bệnh tăng mạnh do sự lây lan của biến thể Omicron ở nước này. Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa siêu vật âm, đánh trúng mục tiêu cách 700 km trong vụ thử vũ khí lớn nhất đầu tiên của năm 2022. Tin trong nước. Tổng cục thống kê, năm 2021, ảnh hưởng của COVID-19 đã khiến cho hàng triệu người mất việc, lao động trong các ngành tiếp tục giảm, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Riêng trong năm 2021, số tiền miễn giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho người dân và doanh nghiệp là gần 120.000 tỷ đồng. Cục phòng chống khủng bố đang phối hợp với Nhật Bản điều tra vụ việc máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn ngày 5 tháng 1. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định đặt tên 38 đường phố mới và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn. Thành phố Thanh Hóa đang vận động người xa quê không về quê dịp Tết này do tình hình dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp. Trên đây là những tin tức chính của ngày hôm nay. Sau đây xin mời bạn đến với chuyên mục Khỏe, Hạnh Phúc, Thành Công. Ngay sau đây là 8 bài học về tính kỷ luật của người Nhật. 1. Không nói từ không dù không thích. Nếu như trong văn hóa phương Tây thì việc chúng ta thường từ chối thẳng thừng những điều bản thân không thích là điều thường được khuyến khích, thì ở phương Đông điều đó sẽ dễ làm phật lòng đối tác. Người Nhật không làm vậy. Cho dù không thích, họ sẽ tìm cách nói giảm, nói tránh, không đi thẳng vào vấn đề. Nếu không thể nói nhẹ nhàng, bóng gió, họ sẽ nói rõ ràng hơn nhưng rất thận trọng để không làm đối tác phật ý. Điều đó thể hiện sự tôn trọng người khác và chứng tỏ rằng họ đã lắng nghe người khác rất cẩn thận trước khi quyết định nói ra. 2. Luôn luôn đúng giờ. Trong các cuộc hẹn, họp hay kể cả gặp gỡ thân mật, người Nhật thường đến sớm vài phút vì không muốn để người khác phải chờ mình. Việc đến sớm hay đến đúng giờ thể hiện sự tôn trọng đối với đối tác hay bạn bè. Nếu bạn nghĩ đơn giản rằng đến muộn một chút cũng không sao, điều đó thậm chí còn làm tăng giá trị bản thân thì thật sự sai lầm. Hãy đặt bản thân vào người đối diện. Bạn có thật sự thoải mái khi phải chờ người khác hay không? Hãy tập thói quen đúng giờ trong các cuộc hẹn, vì việc này sẽ giúp bạn hình thành thói quen kỷ luật trong công việc và cuộc sống. 3. Luôn giữ ấm cho mọi mối quan hệ. Chúng ta thường chỉ liên lạc với nhau khi có việc cần nhờ giúp đỡ, còn những lúc bình thường thì không hề quan tâm. Người Nhật Bản không như vậy, họ coi trọng những mối quan hệ, vì vậy họ luôn biết cách giữ ấm cho các mối quan hệ này bằng cách thường xuyên gọi điện thoại, gửi thư, fax, email, hẹn gặp trực tiếp nếu có thời gian. Việc làm này được xem là dấu hiệu của sự tôn trọng. Vì vậy, hãy học cách của người Nhật. Đừng bỏ quên các mối quan hệ quá lâu. Sẽ có một ngày chúng ta cần tới sự giúp đỡ của họ. 4. Tôn trọng danh thiếp. Khi một ai đó đưa danh thiếp của họ cho bạn, cũng giống như họ đang giới thiệu bản thân họ với bạn. Vì vậy, đừng hờ hững đưa một tay ra nhận và mắt nhìn đi chỗ khác. Hãy nhận danh thiếp bằng hai tay và mỉm cười với họ. Điều đó thể hiện rằng bạn tôn trọng. Đối với người Nhật, khi nhận danh thiếp từ một người khác, họ sẽ nhận bằng cả hai tay và cúi người thấp xuống, tỏ vẻ sự tôn trọng và đọc danh thiếp một cách cẩn thận. Tiếp đến, họ sẽ bỏ danh thiếp vào một cái hộp hoặc đặt trước mặt và luôn giữ cho danh thiếp được sạch sẽ. 5. Tôn trọng và coi trọng thứ bậc. Truyền thống của người Nhật là cúi đầu trước người khác, nhất là đối với người lớn tuổi và có địa vị cao, họ thường cúi thấp hơn để thể hiện sự tôn kính. Họ có thói quen học hỏi từ người đi trước. Do vậy, khi nêu ra một vấn đề gì đó với cấp trên hoặc những người lớn tuổi, thường là mang tính chất xin được tư vấn chứ không phải để chất vấn hay đánh đố. Việc cúi đầu chào cũng không phải do mình nhỏ bé, thấp kém, mà đó là thái độ khiêm nhường. Hãy luôn tôn trọng tất cả mọi người xung quanh bạn, nhất là những người lớn tuổi, bởi họ là những người có thâm niên lâu năm. Khi gặp một vấn đề khó khăn, bạn hãy xin ý kiến của họ, sẽ có những lời khuyên hay và thiết thực dành cho bạn. 6. Không thể hiện tình cảm ra ngoài. Nơi làm việc không phải là nơi để chúng ta thể hiện tình cảm cá nhân.
ở các công ty Nhật Bản, bạn sẽ luôn bắt gặp những khuôn mặt lạnh lùng, đặc biệt là trong các cuộc họp. Chuyện thể hiện cảm xúc như ôm vai, báo cổ không bao giờ xuất hiện ở nơi làm việc của họ. Họ nói chuyện với âm điệu thấp, chừng mực và một khi muốn chú ý tới người đối diện, người ta thường nhắm mắt chứ không phải vì chán nản như nhiều người nhầm. Hãy luyện cho mình phong cách làm việc giống như họ. Thời gian đầu có thể khiến bạn cảm thấy không được thoải mái, nhưng khi đã quen sẽ thấy nó không hề khắt khe như bạn tưởng. Trong khi đó, chất lượng công việc sẽ được nâng lên trông thấy. 7. Không để công việc chiếm lĩnh cuộc sống riêng. Làm việc nghiêm túc là vậy, nhưng người Nhật luôn ý thức được tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi, thư giãn. Sau những giờ căng thẳng, họ sẵn sàng kéo nhau đến những điểm vui chơi, giải trí và chơi hết mình, không để những bực bội trong công việc xen vào cuộc vui. Đây là một điểm mà không phải ai cũng làm được. Thường nếu công việc áp lực hoặc gặp chuyện gì khiến bực tức trong công việc, chúng ta sẽ không thể vui vẻ được, ngược lại đầu óc luôn căng thẳng như dây đàn. Điều này quả thật không nên. Cho dù công việc có bận rộn tới đâu, mệt mỏi tới đâu, cũng hãy dành cho mình những khoảng thời gian riêng, đừng để công việc chiếm lĩnh cuộc sống riêng của bạn. 8. Luôn là chúng tôi, thay vì tôi. Người Nhật luôn tôn trọng những quyết định của cả tập thể, họ không bao giờ áp đặt suy nghĩ cá nhân vào trong công việc. Đây là một cách làm việc khoa học và mang đến thành công cho họ. Đối với chúng ta cũng vậy, hãy luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết nếu muốn doanh nghiệp tiếp tục tồn tại và phát triển. Bởi khi quá chú tâm đến lợi ích cá nhân, chắc chắn bạn sẽ phải luôn nghĩ cách làm thế nào để khẳng định mình. Khi đó vô tình quên đi lợi ích chung của doanh nghiệp. Hãy biết cách tạo nên sự hài hòa giữa hai mối quan hệ này. Tạm kết với chuyên mục chia sẻ ngày hôm nay, sau đây xin mời cả nhà cùng đến với chuyên mục quà tặng âm nhạc. Mở đầu chuyên mục là bài hát Nàng Thơ của một lãnh đạo giấu tên dành tặng cho nửa kia của mình, có cái tên viết tắt là PA với lời nhắn: chúc nàng thơ của anh một ngày thật ngọt ngào nhé. Vâng, và sau đây là bài hát Nàng Thơ, xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh, một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dặn lòng quên hết những trở vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ, hồi cũ đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Thành thơ